Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết Người, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capernaum thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: Thầy, các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông nói: Có chớ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền, con sẽ lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, vào thời Chúa Giêsu, ngoại trừ đàn bà và trẻ em cũng như các người nô lệ, còn tất cả những ai khác từ 20 tuổi trở lên đều phải đóng thuế nhà nước, tức là đóng thuế dân sự, và cũng phải nộp thuế cho đền thờ, tức là đóng thuế bên tôn giáo, để bảo trì và tu sửa đền thờ Jerusalem. Tin mừng hôm nay thuật lại việc này, và Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có tiền thầy trò đóng thuế cho đền thờ. Chúa bảo ông Phêrô: Con hãy ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng tiền, rồi lấy tiền đấy nộp thuế cho họ về phần thầy và phần của con. Như thế thì ai trong thời đấy cũng phải đóng tiền nộp cho đền thờ, phần thầy, phần con. Có nghĩa là từng người đều phải chu toàn nghĩa vụ. Tại sao Chúa không lấy tiền có sẵn trong túi để nộp tiền? Hay là Chúa bảo Giuđa là người giữ tiền chung xuất quỹ mà nộp, cũng không bảo những phụ nữ đi theo Ngài, có những người giàu có đóng góp tiền cho Ngài nộp cho đền thờ, nhưng lại bảo Phêrô ra biển câu cá? Ngài biết con cá nào ở trong bụng mà câu được trước nhất, Ngài biết con cá nào có đồng tiền. Qua vấn đề được đặt ra cho chúng ta thấy Chúa Giêsu lộ thiên tính của Ngài. Quả thực Ngài biết trước vận mệnh, biết trước những điều sẽ xảy ra trên mọi vật, mọi sự kiện. Ngài biết và Ngài điều khiển dòng lịch sử, con người và muôn vật. Ngài làm chủ thế giới, muôn loài, muôn vật, làm chủ cả lịch sử. Chúng ta cần tin vào Ngài, cần cộng tác với quyền năng của Ngài trong mọi việc để được tốt đẹp. Tại tiệc cưới Cana, để có những chum rượu hảo hạng, Chúa Giêsu muốn các gia nhân phải đổ nước đầy các chum tại nơi hoang vắng khi đã về chiều, để làm phép lạ hóa bánh nuôi nhiều ngàn người ăn. Chúa đã nhận phần đóng góp của một em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong đám đông những người chen lấn trên đường đi, người phụ nữ bị băng huyết phải cộng tác bằng cách chỉ cố ý
chạm vào gấu áo ngài. Tại biển hồ Tiberia, sau khi Chúa sống lại để có một mẻ lưới lạ lùng, các tông đồ phải cộng tác với Chúa bằng cách tin vào ngài, ra khơi thả lưới bên hữu thuyền. Anh chị em thân mến, câu chuyện phúc âm hôm nay ngắn ngủi nhưng cho chúng ta một bài học sống suốt cả đời. Trước tiên chúng ta phải cộng tác với Chúa, ra công làm việc thì mới có những phép lạ, kể cả những phép lạ vật chất, để cho cuộc đời chúng ta sung túc và thành công. Chúa muốn chúng ta đóng góp vào trong công việc chung bằng công sức của mình, bằng những cố gắng của mình. Điều mà chúng ta nhớ lại, Chúa đứng ở bên đền thờ, nhìn người ta bỏ tiền vào trong thùng tiền đền thờ. Một người phụ nữ chỉ bỏ 2 đồng tiền nhỏ, và Chúa khen chị đấy đã làm hết sức cố gắng của mình, bởi vì chị đã bỏ bằng công sức của mình. Điều thứ hai là nếu ngày xưa người Do Thái có nhiệm vụ phải nộp thuế cho đền thờ để phục sự nhà Chúa, thì ngày nay trong giáo hội cũng có những cách đóng góp và dâng cúng qua những nghĩa vụ và bổn phận của người tín hữu để xây dựng giáo hội. Một việc làm bác ái cũng là xây dựng giáo hội. Cầu nguyện cho giáo hội, cho những anh chị em khác cũng là làm xây dựng giáo hội. Nhưng chúng ta nhận ra một nét đặc biệt trong nhân cách của Chúa là khi hòa nhập vào trần gian, con người hòa nhập vào cuộc sống vật chất, đền thờ hay những công trình và công việc của hội thánh cũng cần chúng ta đóng góp đồng tiền, đóng góp công sức, đóng góp vật chất để chúng ta duy trì sinh hoạt, để đời sống trọn vẹn của chúng ta thuộc về Chúa, cộng tác với Chúa. Chúng ta vẫn còn ích kỷ, trốn tránh, đùn đẩy việc đóng góp xây dựng hội thánh, xây dựng cuộc đời cho người khác. Chúng ta có những người không hề bao giờ có một đóng góp nào cho hội thánh cả, kể từ khi chúng ta lớn lên, học giáo lý, đi nhà thờ, sinh hoạt với hội thánh, nhưng chúng ta là người ở ngoài để hưởng sự chia sẻ của người khác mà không nghĩ đến mình. Người ta hỏi Phêrô, thầy của anh có đóng thuế đền thờ không? Phêrô sẵn sàng, Phêrô nói có, mặc dù biết ngài là Chúa của đền thờ. Và chính Chúa dạy Phêrô đóng phần con, đóng phần thầy, không ai trốn tránh trách nhiệm. Hội thánh đang cần chúng ta, mọi người đang nhìn vào chúng ta như là những viên đá sống động xây dựng nên đền thờ thiêng liêng của Thiên Chúa, đền thờ vĩ đại mà ở trong bài đọc 1 và trong bài đáp ca các tiên tri Thánh Vịnh đã nhắc đến.